Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K2. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe một câu chuyện. Đây là một câu chuyện mà Thiên Hoàng cứ ao ước một lúc nào đó tình cờ gặp lại được câu chuyện này thì Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe. Bởi vì đây là một câu chuyện nói về tình yêu của một người Mỹ và một người Việt Nam, mà phải nói rằng cái tình yêu này nó quá đẹp các bạn ạ. Mà Thiên Hoàng đọc, Thiên Hoàng rất là xúc động. Cho nên hôm nay may quá Thiên Hoàng vừa tìm được. Cho nên Thiên Hoàng quyết định đọc bài này cho các bạn nghe. Bây giờ thì Thiên Hoàng xin mời các bạn nghe bài viết có tựa đề: Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi. Câu chuyện kể của một người phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975. Một câu chuyện tình đầy cảm động của chị trong thời ly loạn. Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm ấy, ba chị đưa về nhà một thanh niên trẻ người Mỹ, giới thiệu người phụ tá của mình với gia đình. Anh đã nhìn chị không chớp mắt. Đến khi chị vênh mặt hỏi anh, tôi có chỗ nào không ổn? Anh mới ngượng nghịu sực tỉnh, lý nhí nói câu xin lỗi. Không biết sao anh bị chị thu hút đến mất hồn, mất vía. Còn chị thì tỉnh rụi, chẳng để ý gì đến anh chàng người Mỹ, đồng nghiệp của ba mình. Sau đó anh hỏi ba chị thuê hẳn một tầng lầu trên cùng để ở. Thì chị và anh gặp nhau mỗi ngày. Sống chung nhà nhưng đường ai nấy đi. Đối với chị, anh là đồng nghiệp của ba. Người lớn rồi nên chị không coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi chị cũng biết anh mới 24 tuổi. Đến từ Washington DC. Nhiệm sở ở Việt Nam này là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội Việt Nam, nhưng lạ một điều là anh nói tiếng Việt giọng Bắc rất là chuẩn và lưu loát, như là được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng. Anh ít nói, nghiêm nghị, nhưng mỗi lần gặp chị, anh lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm chị nổi tính tinh nghịch, muốn trêu anh. Có lần trong bữa ăn, chị đưa cho anh một quả ớt tròn nhỏ rất đẹp. Chị bỏ nguyên một trái vô miệng và nói với anh, ngon lắm, và bảo anh ăn thử. Anh tưởng thật, bắt chước chị, bỏ vô miệng nguyên trái ớt, rồi nhai rốt rốt. Rồi anh sặc, anh ho, anh khóc. Còn chị thì nhả trái ớt ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cay quá, có ý giận, cầm cốc nước bỏ lên lầu một mạch. Đến tối không thấy anh xuống, thấy cũng tội nghiệp, chị sai cậu em bưng lên cho anh ly nước đậu nành tạ tội. Nhưng cậu em xuống nói là anh ấy không có ở trên lầu, đi đâu rồi. Chị có ý đợi, muốn thử coi sau khi ăn trái ớt, mặt mũi anh ra sao. Nhưng mấy ngày liền anh không về. Nghe ba nói với mẹ là anh đi công tác, cả tuần không gặp. Chị bỗng thấy thiếu thiếu, chị nghĩ có lẽ tại mình chơi ác với người ta, nên mình thấy có lỗi áy náy đó thôi. Tuần sau anh về, bước vô nhà thấy chị, còn tức nên vờ như không thấy. Anh xách vali đi thẳng lên lầu. Từ đó anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, làm chị thấy tự ái ghê gớm. Một hôm, chị đang học thi tú tài, ban đêm, ở trường thầy Hai Ngô về. Từ đường Nguyễn Huệ đạp xe về tới nhà chị, cũng thấy khá xa. Vừa tới góc ngã ba hơi tối, xe chị tự nhiên trở chứng phải dắt bộ về. Đường tối chị thấy sợ ma, vừa đi vừa run. Vậy mà xui khiến làm sao gặp anh đang lái xe đi ngang mặt. Tài thật, anh nhận ra chị ngay và dè xe ngược lại. Dù đang giận nhưng chị cũng để anh giúp đem xe về nhà. Trên đường về anh không nói, chị cũng không. Gần tới nhà anh quay qua nhẹ giọng hỏi chị, sao mà em ghét tôi quá thế? Bị hỏi bất thần lình, chị ấm ớ. Ủa, tôi có ghét anh đâu. Anh nhìn vào mắt chị. Thế sao em vẫn muốn tôi khóc để em cười? Tự nhiên chị thấy lúng túng. May quá tới nhà, chị cảm ơn rồi vội vã xuống xe vào nhà, để anh ngẩn ngơ nhìn theo. Đêm ấy lạ ghê, không ngủ được. Chị cứ thấy đôi mắt như hai ánh sao của anh chập chờn trước mặt. Lần đầu tiên chị bị mất ngủ vì một chàng trai. Sáng ra trước khi đi học, chị cố ý chờ xem có gặp anh không, nhưng không gặp.
Đến giờ chị phải đi học rồi. Chiều về chị cũng không gặp. Ba chị nói anh về nước có chuyện gấp. Mấy ngày anh không có ở nhà. Chị như người mất hồn, cứ đi ra đi vô, ăn ngủ không yên. Đến khi anh về, vừa thấy anh bước vô từ cửa, chị mừng như bắt được vàng. Ánh mắt long lanh, chị cười nói huyên thuyên. Anh bỏ vali xuống âu yếm nhìn chị và cuối cùng hỏi chị một câu. Em nhớ tôi lắm hả? Câu hỏi bất ngờ làm chị khựng lại mấy giây, đỏ mặt xấu hổ. Như ăn trộm bị bắt quả tang, chị vờ có việc kiếm cớ bỏ đi. Sinh nhật 17 tuổi của chị mời bạn bè tới nhà chơi. Một đám choai choai con nít nói cười ầm ĩ. Tới tối tiệc tan, lúc về phòng ở lầu 2, chị đã thấy anh đứng đó trong bóng tối, chìa ra cho chị một bó hồng, rồi anh lặng lẽ bỏ đi. Ôm bó hoa chị hồi hộp, về phòng. Cả đêm chị cứ ngắm bó hoa, từng cánh hồng nhung mềm mại, đẹp ơi là đẹp. Mở ra trong cánh thiệp mỏng có bức thư ngắn kèm theo. Em của tôi, lần đầu gặp em đẹp như một bức tranh. Lần thứ hai gặp, em tinh quái như một con mèo. Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi. Bây giờ tôi bắt đền em. Em đã để trái tim của tôi ở đâu? Tôi muốn xin em trả lại. Trời đất, giờ phải làm sao đây? Đọc xong bức thư, chị tái mặt. Lại cả đêm trằn trọc. Sáng dậy, chị không dám ra khỏi phòng. Lỡ gặp anh thì biết anh nói làm sao. Mối tình của chị bắt đầu như vậy, dễ thương và nhẹ nhàng. Năm ấy, chị thi tú tài IBM, lần đầu ở Quy Nhơn. Tràn đầy tự tin, chị xúc tiến thủ tục đi du học. Nhưng một sáng đầu năm 1975, anh đi Sài Gòn họp khẩn cấp và không trở về. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ được lệnh rút khỏi miền Nam Việt Nam. Anh gọi điện cho ba chị, xin ông đưa cả gia đình đi. Anh sẽ sắp xếp chuyến bay. Nhưng ba chị không chịu. Anh lại xin ba chị cho cưới chị để đưa chị theo. Nhưng ba chị thì đời nào chịu để con gái ông lấy Mỹ? Những chi tiết này chị không hề hay biết. Cứ thấp thỏm chờ và trong lòng thầm trách anh. Sao nỡ bỏ đi không một lời từ giã. Biến cố năm 75 ập đến. Ba chị đi tù. Nhà cửa bị tịch biên hết. Giấc mộng du học của chị vỡ tan. Cả gia đình chị tan tác như những chiếc lá rơi rụng cuối thu. Chị buồn đau một thời gian dài. Rồi chị cũng gượng dậy giúp mẹ bôn ba, buôn bán nuôi đàn em dại. Và chị lấy chồng. Hai vợ chồng tương đối hạnh phúc, nhưng lại gặp phải bà mẹ chồng khắc nghiệt, nên làm chị kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Chị thất vọng về chồng mình, vì anh rất sợ mẹ, không bảo vệ được chị. Dù chị bụng mang dạ chứa, vẫn phải làm việc quần quật, không khác gì con ở. Nên với chồng, chị có phần oán trách, và tình cảm chị dành cho chồng có phai nhạt đi ít nhiều. Đứa con gái ra đời cũng không cứu vãn được vấn đề. Mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết hà khắc với chị. Chị cô đơn trong gia đình nhà chồng. Đến nỗi có lần chị xin ly dị vì thấy mình khổ quá, chịu không nổi nữa. Nhưng rồi, chị phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai. Đành vậy. Có những lúc buồn, chị ôm con mà nhớ quay quắt về anh với những thương yêu cũ. Sau này chị đã biết rõ câu chuyện do ba chị trước khi đi tù đã kể lại với giọng ân hận. Biết vậy ba gả con cho nó. Khi chị biết anh đã tìm đủ mọi cách có thể để đưa chị đi, nhưng tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ, anh không làm sao hơn được. Chị tin chắc anh cũng đau lòng như chị khi đành phải xa nhau, và chị chấp nhận số phận, không còn oán trách anh nữa. Sau đó không lâu, có một người lạ mặt tới đưa cho má ít tiền, kèm địa chỉ và số điện thoại của anh ở bên Mỹ. Chị cầm đọc mà hai hàng nước mắt chảy dài. Chẳng biết để làm gì, nhưng chị vẫn cất địa chỉ và số điện thoại của anh, để thỉnh thoảng lấy ra nhìn mà lòng buồn vời vợi. Mang thai lần này chị yếu hẳn. Thai 7 tháng mà bụng chị nhỏ xíu, thân hình gầy khô như que củi. Đôi lúc nhìn vô gương, chị không nhận ra mình. Đứa con gái xinh đẹp, nhí nhảnh, năng động năm xưa đâu rồi nhỉ? Bỗng một tối chồng chị về,
mẹ con thầm thì to nhỏ có chuyến đi vượt biên. Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại, để chồng đi một mình. Nhưng anh nhất quyết không chịu, đi thì phải đi cùng. Lần đầu tiên chị thấy anh cương quyết đến thế, và cuối cùng mẹ chồng cũng phải nhượng bộ. Vậy là vợ chồng con cái chị dắt díu nhau ra khơi. Tàu gặp bão, giông tố tưởng như đã nhấn chìm con tàu mấy lượt. Vậy mà trời thương, may sao con tàu rách nát vẫn còn tiếp tục chạy. Nhưng mấy hôm sau nữa thì máy hư, hết nước, hết thức ăn và lênh đênh vô định trên biển. Môi nứt nẻ, rớm máu, sức tàn lực kiệt. Mấy lần chị hôn mê tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại. Trong cơn mộng mị, chị thấy mình về lại ngày mới lớn, vui tươi nhí nhảnh bên anh. Những ngày lãng mạn, tươi đẹp, nhuộm xanh cả bầu trời. Hình như giấc mơ đã giúp chị thêm một chút sức lực. Và trời thương, chị đã thấy mình mở mắt để thấy đứa con gái bé bỏng ngủ vùi trong lòng mình và đứa con trong bụng có lúc quẫy đạp. Có lẽ nhờ đó mà ý chí phải sống trong chị trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tới lúc gặp được tàu cứu, thì chị một lần nữa chìm sâu vào hôn mê. Không biết bao lâu, khi chị tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh xá xa lạ, tâm trí hoang mang mơ hồ. Qua người y tá bản xứ, chị được biết đây là hòn đảo thuộc Mã Lai. Biết mình đã tới được bến bờ tự do, nhưng vì quá yếu, chị lại hôn mê. Trước khi ngất, không hiểu sao trong tiềm thức, như một lời trăn trối, chị rút cái địa chỉ và số điện thoại của anh được giấu trong lai áo, đưa cho cô y tá nhờ đánh dùm điện tín cho người này, nói chị đang gặp nạn ở đây. Qua hôm sau, trong cơn thập tử nhất sinh, cái thai có triệu chứng sinh non mà chị lại quá yếu, bác sĩ đang lo lắng không biết có cứu nổi cả mẹ lẫn con không. Trong cơn mê, chị nghe thấy tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái bé bỏng vuốt ve trên mặt. Chị như được hồi sinh lần nữa. Bác sĩ quyết định mổ. Như một cơn gió lốc, anh của những ngày tháng xưa cũ vẫn cao gầy, dáng thư sinh. Tuy khuôn mặt bơ phờ, mái tóc nâu rối bời và cặp mắt xanh lơ, giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa. Bởi vì từ lúc anh nhận được điện tín, liên lạc được với Liên Hiệp Quốc để xác minh, anh đã không hề chợp mắt. Chuyến bay tốc hành đã đưa anh tới hòn đảo nhỏ này và giờ đây đang đứng nhìn chị bé bỏng, hôn mê trên giường bệnh. Trước khi đi qua đây, trong đầu anh không hề nghĩ tới chị đã có chồng con và một baby nữa sắp chào đời. Đứng đó nhìn chị, anh đau đớn, xót xa, đầu óc anh tràn đầy xúc động. Anh tự véo vào tay mình mấy lần để biết chắc đây không phải là một giấc mơ. Khoảnh khắc đau đớn ngỡ ngàng rồi cũng qua đi. Anh thảo luận với bác sĩ, nói chuyện với chồng chị, giới thiệu sơ sơ về mình và anh khẩn cấp liên lạc với bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ. Ngay ngày hôm đó chị được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn ở thủ đô Kuala Lumpur. Với sự chăm sóc đầy đủ nhất, chị được cứu sống cả mẹ lẫn con. Biết chị đã vượt qua cơn nguy hiểm, lòng anh rộn rã. Đứng bên ngoài phòng nhìn đứa bé gái sinh non, lớn hơn con mèo một chút ngọ nguậy trong lồng kính. Cảm giác tràn ngập thương như chính con mình. Anh ngỏ lời với chồng chị, xin làm cha đỡ đầu của đứa bé. Trước hôm về lại Mỹ, anh và chị lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện. Khi chị đã tỉnh táo, bên giường bệnh, nhìn chị ốm xanh như tàu lá. Ánh mắt yêu thương như ngàn lời muốn nói, nhưng anh biết có rất nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình. Chị nhìn anh cảm kích biết ơn. Những thứ này có ý nghĩa gì với những điều chị đang chất chứa trong lòng? Cũng như anh, chị biết mình không thể nói hay là biểu lộ ra những gì mình đang nghĩ, tự nhủ lòng. Phải quên thôi. Ánh mắt nhìn nhau thăm thẳm như biển sâu. Chị chỉ nói được một câu, em xin lỗi. Có những niềm riêng một đời giấu kín, như rong rêu chìm đắm trong biển khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. Trong lúc chia tay, anh trao riêng cho chồng chị một phong bì, bên trong có một sấp tiền mặt. Chồng chị tự ái không nhận, nhưng anh cứ bắt chồng chị phải nhận. Anh nói,
Cứ coi như là tôi cho mượn, sau này anh có thì trả lại tôi. 4 tháng sau, giữa năm 1980, gia đình chị chính thức định cư ở San Jose, California, Mỹ. Thời gian qua nhanh, 2 năm sau đó chị có thêm một thằng cu tí ra đời. Nhìn 3 đứa con mỗi ngày mỗi lớn, giờ chị đã bình thản hơn, sóng gió trong lòng đã dịu đi nhiều. Mỗi năm đến ngày lễ lớn hay là sinh nhật của các con chị, anh đều gửi thiệp, gửi quà. Nhưng hai bên không ai nói chuyện trực tiếp. Chị thấy vậy cũng tốt, thôi thì cố coi như chỉ là giấc mơ qua. Hai vợ chồng chị đều đi học lại, có nghề nghiệp ổn định và đời sống kinh tế vững vàng. Món tiền 3.000 đô năm xưa, chồng chị đã gửi lại cho anh sau 3 năm tới Mỹ. Nợ tiền thì trả được, nhưng nợ tình thì sao đây? Có một điều làm chị bứt rứt là anh không lấy vợ. Ngoài 40 tuổi mà anh vẫn độc thân. Công việc của anh đi nhiều và anh luôn lấy công việc bận rộn làm vui. Mẹ anh thỉnh thoảng nói chuyện với chị qua điện thoại. Bà thương chị như con, dù chưa một lần gặp mặt. Tuy nhiên, bà biết chị qua tấm ảnh trong phòng anh. Những gì bà nói thường làm chị buốt nhói trái tim, làm chị cảm động đến khóc được. Và qua bà, chị biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Hai người đàn bà cùng nắm giữ trái tim một người đàn ông. Chị gọi bà bằng mẹ, các con chị gọi bà là bà ngoại. Một chiều mùa thu, bà gọi cho chị và cho biết anh đang ốm nặng. Chị muốn đi thăm lắm, nhưng vì công việc làm không thể nghỉ. Hơn nữa có những lý do tế nhị mà chị không đi được. Chị chỉ có thể gửi một bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh. Hôm anh xuất viện, chị gọi điện thăm, nhưng anh còn yếu, chưa nói chuyện được. Mẹ anh vừa khóc vừa nói với chị. Con biết không, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp gửi hoa tới bệnh viện rất nhiều. Nhưng đến lúc xuất viện, ngồi trên xe lăn, còn rất yếu, mà nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con, đem về nhà để trên đầu giường. Chị khóc. 2 năm sau, đang giờ làm việc, mẹ anh gọi báo tin anh hấp hối. Cuộc giải phẫu tim không thành công. Chị bỏ hết công việc lên thăm anh lần cuối. Đi cùng chị có con bé giữa. Đứa bé năm nào nhờ anh mà được sống sót. Nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần đầu và cũng là lần cuối. Chị khóc thương cho tình yêu của anh và chị. Khóc thương cho người đàn ông đã yêu chị bằng tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ, chưa hề đòi hỏi ở chị bất cứ một điều gì. Trong giây phút hiếm hoi tỉnh táo, anh bình thản nhìn chị với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh cười, bảo chị đừng buồn, đời sống có sinh có tử. Anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp và yêu chị. Chị đau đớn nghẹn lời, cũng chỉ nói được một câu, em xin lỗi. Ánh mắt xanh lơ, cái nhìn đằm thắm. Anh thu hết tàn lực nói với chị rằng, nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi. Rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Đám tang anh vào một ngày đầu đông, buồn. Anh ra đi ở tuổi 46. Chị trở về cuộc sống thường ngày. Thế gian này từ nay thiếu vắng anh. Nhưng trong lòng chị, anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng. 3 tháng sau đám tang của anh, chị nhận được thư mời của luật sư. Sẵn dịp chị bay lên thăm mẹ anh. Bà đã già đi nhiều sau cái chết của con trai. Hôm mở di chúc của anh, chị mới biết cả 3 đứa con của chị đều có phần trong tài sản của anh để lại. Số tiền không nhiều, nhưng đủ cho 3 đứa vào học trong những trường đại học danh tiếng nhất. Chiều tàn, bên ngôi mộ anh, chị lặng lẽ thầm thì những lời thương yêu mà lúc anh còn sống chị đã không thể nói được. Theo gió, chị gửi tới anh những lời của một tình yêu mà chị biết kiếp này và cho tới kiếp sau chị vẫn ao ước được có, cũng như được gặp lại. Văng vẳng bên tai chị nghe có tiếng anh thì thầm, nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi. Bài viết của Nguyễn Nhân. Một tình yêu đẹp quá phải không các bạn? Và
thật sự rất là xúc động. Cho nên Thiên Hoàng nghĩ rằng là da trắng hay da vàng hay bất kỳ màu da nào, nhưng hình như tình yêu đều giống nhau. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.